Ok, thì đây là cái cách mà khá là nhiều nhà tuyển dụng sẽ nhìn CV của bạn. Bình thường, ví dụ như với một cái bản CV như thế này, thật sự bản CV này không đẹp lắm nhưng mà chị có mẫu ở đây là chị sẽ dùng luôn. Ví dụ như một bản CV như thế này thì các bạn nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ đọc như thế nào ạ? Đa phần là các bạn sẽ là nhà tuyển dụng sẽ đọc từ trên xuống dưới đúng không? Xem họ và tên các bạn là gì này, ngày tháng năm sinh của các bạn ra làm sao này, số điện thoại email rồi địa chỉ ra như thế nào. Thế nhưng mà các bạn hình dung nhé, ví dụ như với công ty cổ phần Visa, năm ngoái chị nhận được khoảng tầm 9.000 cái hồ sơ. Thì nếu mà chị ngồi chị đọc từng tận từng thông tin cá nhân của các bạn này thì sẽ rất là lâu và mất thời gian cho cái công việc lọc CV hàng ngày của chị ạ. Và thật ra là bạn nào cũng sẽ có một họ vật tên, một ngày tháng năm sinh, một số điện thoại. Vậy thì cái điểm khác biệt nhất của các bạn không nằm ở đây, mà chị phải tìm được cái sự khác biệt đó trước khi đọc những cái thông tin đằng sau của bạn. Thì trên đây là những cái phần mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá CV của bạn. Ví dụ 2 giây đầu tiên thì chắc chắn là người ta sẽ ấn tượng với toàn bộ cái bản CV này các bạn, về màu sắc này, về bố cục này, về sự dễ nhìn này, về sự điều hướng của mắt người nhìn, chứ không phải là những cái nội dung trong đó. Đó, hãy đặt vào mình vào vị trí của nhà tuyển dụng và chị tin chắc chắn rằng bạn đấy là những cái điều ấn tượng đầu tiên. Chị lấy ví dụ về màu sắc chẳng hạn, đó cũng là một trong những cái tiêu chí của nhà tuyển dụng đánh giá các bạn, và chị gợi ý cho bạn một số những cái màu sắc mà có thể ghi điểm khá là an toàn. Đấy là màu màu gì ạ? Màu xanh ạ. Thì đấy là cái màu mà hầu như là không ai ghét, mà cũng không ai gọi là kỵ cái màu đó cả. Chẳng hạn như bạn sử dụng những cái cá tính của mình vào chọn những cái gam màu như màu đỏ, màu đen, màu vàng chẳng hạn, thì chị nghĩ là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng mà với những cái người nhà tuyển dụng chẳng hạn, họ đặc biệt không yêu thích cái màu đấy, thì họ đã có nhìn thấy một chút chút nào đấy sự gì đó không thuận mắt ở cái bản CV của bạn. Thế nên là chị vẫn khuyến khích nhé, các bạn sử dụng cá tính của mình nhưng mà nó có chừng mực thôi, và hãy có sự tìm hiểu. Thì cái phần này tí nữa chị sẽ chia sẻ với các bạn tìm hiểu như thế nào sau nhé. Rồi ok, thì 2 giây đầu tiên bố cục xong rồi, sau đó chị sẽ truy tìm những cái từ khóa. Ví dụ như với vị trí nhân viên kinh doanh thì các bạn nghĩ từ khóa nó sẽ là gì ạ? Về chẳng hạn về kinh nghiệm chẳng hạn nhé, thì tất nhiên là kinh nghiệm về bán hàng này, hoặc là những cái kinh nghiệm nào về kỹ năng kinh doanh này, hoặc là kỹ năng giao tiếp này, thì đấy là những cái từ khóa nó sẽ phù hợp. Khi mà chị đọc được cái từ khóa đấy rồi thì chị thấy à, cái bạn này có vẻ là sẽ phù hợp với cái vị trí công ty mình đang ứng tuyển, và lúc đó chị mới đọc sang những cái phần lân cận khác. Thì đấy cũng là một trong những cái lý do tại vì sao kinh nghiệm làm việc là những một trong những cái yếu tố quan trọng mà người ta hay để vào chính giữa, chứ không phải là đầu tiên mà cũng không phải là cuối cùng. Đó, chính giữa. Khi mà đọc được những cái từ khóa đấy rồi thì nhà tuyển dụng lúc đấy bây giờ hình dung cái chân dung của ứng viên trong mắt nhà tuyển dụng sẽ ra sao, như thế nào. À, bạn này là một người năng động, tự tin, là một người có khá là nhiều kinh nghiệm về kinh doanh rồi và đã đi thực hành thực tế ở những cái doanh nghiệp kiểu dạng đại như thế này, và hình như là có cái sự phù hợp với công ty mình, thì lúc đó mới đưa ra những cái nhận định và đánh giá sau khi đọc kỹ hơn những cái bản CV của các bạn. Đó, thì là một trong những cái cách mà nhà tuyển dụng nhìn cái CV của bạn như vậy. Thì hãy đặt lại câu hỏi với bản thân mình xem là ví dụ với phương diện là một nhà tuyển dụng, bạn được cầm cái bản CV lên của bạn đọc, xem bạn đọc bạn đã thấy sự phù hợp hay chưa. Đó, ok, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị chuyển sang phần tiếp theo.